vì sao ông Phan Văn Mãi muốn bịt miệng cô siêu Nguyễn Phương Hằng, cuối cùng sai phạm từ Bến Tre đến đại án vụ Việt Á. Phan Văn Mãi là tội phạm, lần này khó mà thoát. Thưa quý vị, vụ công ty Việt Á đang bùng đến trung ương và vụ án kỷ luật sẽ dành cho Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Các CDC ở các tỉnh bị dính rất nhiều quan chức học viện quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đều bị cả. Vụ án này cứ một ngày mở rộng, câu hỏi hàng ngày cho vụ đại án này là còn bao nhiêu quan chức nào lộ diện dính ở đây. Và nó hứa hẹn sẽ kéo dài và còn đưa thêm rất nhiều các nhân vật lớn sẽ phải thân bại danh liệt vào trong tù trong thời gian sắp tới, khi mà lò của Tổng đang ngày càng cháy lan. Nói đến vụ Việt Á, chắc quý vị sẽ nghĩ rằng chỉ có sai phạm của Bộ Y tế hay Bộ Khoa học và Công nghệ mà thôi. Nhưng dưới góc độ quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy vụ việc của vụ Việt Á là vụ án mang tính chất hệ thống. Nếu làm rõ thì ngay cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải vào lò vì hành động đề xuất với Ban thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Đây là một hành động là dán thương hiệu xịn vào một công ty kinh doanh hàng rởm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vì những bộ kit test xét nghiệm của Việt Á là hàng không đúng chất lượng nhập khẩu từ Trung Quốc, rất rẻ tiền, kích test không chính xác dẫn đến rất có người bệnh, không bệnh thành có bệnh và người có bệnh thành không bệnh. Điều này sẽ gây lây lan rất mạnh và thực tế đợt bùng phát, Việt Nam đã không thể kiểm soát nổi. Nhiều người đã phải chết oan. Ông Phan Văn Mãi có hành động là cưỡng bức người dân ngoách mũi là bất thường, bởi nó có mùi tiền rất rõ. Lẽ ra chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phải điều tra ông Phan Văn Mãi đã đề xuất các ban thi đua được hình thức là Trung ương trao tặng huy chương lao động hạng 3 và vào tháng 3 2021. Và đến cuối năm 2021, vụ Việt Á bị khởi tố. Vụ án này cứ như là vết dầu loang lan ra và tới nay đã bùng ra Trung ương và khắp các địa phương. Hành động tạo thương hiệu cho Việt Á của Phan Văn Mãi là tội tòng phạm, không thể không truy cứu. Ai cũng thấy điều đó. Phan Văn Mãi cũng thấy và ông ta vội vã sửa sai. Nói sửa là sửa sai, nhưng thực chất đây là cách xóa dấu vết tội phạm mà thôi. Vào ngày 26 tháng 5, ông Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin báo chí rằng thành phố đã có công văn gửi Ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 trao cho công ty Việt Á do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng đã ký. Trước khi bị sờ gáy, ông Phan Văn Mãi đã đi trước một bước như là hành động lấy công chuộc tội và lợi dụng là họp Quốc hội vào chiều ngày 26 tháng 5. Bên hành lang Quốc hội, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, ông ta đã tranh thủ thông báo và báo cáo báo chí về vụ việc liên quan đến vụ sai phạm của công ty Việt Á. Ông Mãi đã dùng báo chí của nhà nước Việt Nam để thông báo hành động chuộc lỗi. Dùng cái này xem ra ông Phan Văn Mãi rất khôn thay vì để bị bắt tội, nhưng ông ta đã chủ động chuộc tội. Ông Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Ban thi đua khen thưởng đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 lỡ trao cho công ty Việt Á. Tại kỳ họp thứ 15 vào ngày 16-17 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét và thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và các cá nhân ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nguyên là Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật các Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2011 và 2021 và ông Nguyễn Thành Long và Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Bí thư cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế liên quan đến vụ Việt Á nâng khống giá kích xét nghiệm. Cho đến nay đã có hơn 40 người bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, 1 Bộ Khoa học Công nghệ và 16 quan chức CDC. Sở Y tế và các tỉnh và danh sách này cứ dài thêm và mãi sự thật. Nếu như Phan Văn Mãi mà thoát được thì đây là con đường chạy tội khá nhất từ trước cho đến nay. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhóm lò thì cho đến nay thì chưa ai đi trước ông Trọng trong vấn đề về truy tố. Duy nhất lần này Phan Văn Mãi đã hành động trước cho thấy ông đã nhận ra lỗi lầm và tìm cách sửa chữa. Không phải ngẫu nhiên mà Phan Văn Mãi vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh hơn để mà trở thành Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mãi có võ và giỏi luồn lách, đó là phẩm chất rất dễ thấy. Thưa quý vị, ngành y là ngành đề cao ý đức, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp bởi vì nó có liên quan tới mạng sống của con người. Chẳng thế mà câu lưng y như mẹ hiền. Vậy mà mẹ hiền thời nay lại nỡ lòng nào lợi dụng con đau ốm là khánh kiệt để vứt về vỗ về, khe khẽ cho dân, vì dân hay tất cả vì bệnh nhân thân yêu, và lặng lẽ hút máu khi con đang liệm dần vào cái chết.
Ngành ngoại giao là một ngành với những con người được ăn học tử tế, với những gương mặt sáng sủa, giỏi ngoại giao, ngoại ngữ, hiểu biết về văn hóa quốc tế và có thể nói là một ngành với nhiều con người văn minh nhất của xã hội. Nhưng những điều ấy không đủ để ngăn cản họ thành những con quỷ hút máu của công dân. Họ ngầu nghễ xông vào vùng dịch để mỗi chuyến bay rải chiếu thì cùng cứu luôn được 2 tỷ đồng của dân. Vậy là họ đã cứu được mấy ngàn tỷ rồi. Điều này nói lên rằng khi có cơ hội thì ngành bộ cục cục sẽ thi đua làm theo hai cái ngành trên. Điều này cũng nói lên rằng các cán bộ thời nay không có lý tưởng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân mà trong đầu họ chỉ có một lý tưởng duy nhất, đó là kiếm lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi đồng bào của họ khốn cùng nhất và đang là thở hắt ra những hơi thở cuối cùng trong cuộc đời. Không có một thế lực thù địch nào, không có một lực lượng phản động nào có thể làm hại uy tín của một hệ thống như chính cán bộ của họ. Tôi viết ở đây với hy vọng các vị đứng đầu hệ thống có thể nhìn ra một cách rõ nét nhất và chất lượng cán bộ để có được những biện pháp xử lý kịp thời, hợp lý và cần có một chiến lược lâu dài để cải thiện bộ máy của mình. Lò đốt của Việt Nam cứ cháy hừng hực càng ngày càng lớn, đem đủ 365 ngày, một năm vẫn không hết củi bởi chính hệ thống ấy lại là một nơi sản xuất ra củi đều đều. Nhìn được bức tranh toàn cảnh ấy, các vị sẽ biết thương người dân như cỡ nào. Bao nhiêu người dân ở các địa phương lâm vào cảnh khốn cùng khi chính quyền địa phương cấu kết với doanh nghiệp để lấy đất của họ. Thủ Thiêm chỉ là một ví dụ tiêu biểu. Khi luật pháp lỏng lẻo và quyền lực bị tháo hóa, thì người dân sẽ rất là đau khổ. Họ là những con người bò sữa mà khi khỏe mạnh hay đau ốm đều bị lấy sữa. Đến bệnh ung thư cũng còn là một nguồn lợi cơ mà. Những chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến phát chán. Người viết như tôi cũng cảm thấy chán, không muốn viết một nội dung đã cũ. Nhưng chẳng lẽ trước những vấn đề đau lòng thì người cầm bút lại ngồi yên và chấp nhận tất cả những sự việc xấu xa như thế? Đây chính là những việc tất yếu và không quan trọng. Nhưng những người gọi được là nhà văn trong Hội Nhà văn Việt Nam thì đã là như vậy rồi. Họ không quan tâm đến mấy cái thứ là trần tục và tầm thường như là tham nhũng vào những giọt nước mắt của dân đen. Tài năng văn học của họ là để bay bổng, mơ màng trên thế giới, mộng mơ tưởng đẹp đẽ và cao sang. Mấy vụ tham nhũng, mấy giọt nước mắt của dân đen không phải là chủ đề yêu thích của họ, nhất là khi những sự việc ấy không nằm trong định hướng của nghệ thuật mà họ được viết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đại gia Dũng Lò Vôi lợi hại đến mức nào lật tẩy chiêu bài chống phá cô CEO Nguyễn Phương Hằng? Thưa quý vị, quý khán thính giả thân mến, trong thời gian vừa rồi quý vị cũng đã nghe khá nhiều câu chuyện và diễn biến có liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng, và trong lúc bà bị khởi tố bắt tạm giam, nhiều người đã réo tên chú Dũng Lò Vôi. Thậm chí quy chụp tội danh nào là đồng lõa, chủ mưu nào là ông ấy là âm mưu, là ông ấy dùng cô Hằng làm chiêu bài là trốn nợ vay rồi họ hả hê họ trù dập. Họ đưa tin bóng gió xuyên tạc nói chú Dũng sẽ bị bắt giam cùng với vợ vì làm ăn gian dối, mong ông bị bắt vào tù càng nhanh càng tốt, vân vân và mây mây. Quý vị cũng có thể thấy biết bao nhiêu thế lực bủa vây vợ chồng công ty của chú Dũng, cô Phương Hằng. Và cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói chú Dũng Lò Vôi đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Vợ chồng ông bà là một trong những tỷ phú giàu có, cuộc sống nhung lụa, không hề thiếu thốn gì cả. Nhưng họ lại quyết định dấn bước vào drama này với một lòng quyết tâm và tin tưởng vào chân lý, vào sự thật. Đây là một sự đánh đổi quá là khắc nghiệt của chú Dũng và cô Phương Hằng. Nhưng vì lý tưởng giành lại những giá trị lợi ích cho nhân dân, đặc biệt là cho dân nghèo, nên tất cả dường như đều trở nên đáng giá. Và giờ đây khi mà cô Phương Hằng đã phải chịu cảnh lao tù, mọi gánh nặng đều đè lên vai của người chồng là chú Dũng Lò Vôi, đang đối diện với quá nhiều khó khăn trong gai và thử thách lớn. Quý vị sẽ để ý thấy lúc đầu khi mà cô Phương Hằng khởi nguồn câu chuyện rất đơn giản là tố cáo lăng băm Võ Hoàng Yên. Nhưng khi vào cuộc thì đụng đến các ca gương sĩ, đụng đến hai chủ từ thiện, và trong đó có cả là trò chơi từ thiện, và cô Phương Hằng đang đụng đến chén cơm của họ, nên dẫn đến việc họ kết cô chống phá quyết liệt nhằm hạ bệ cô Phương Hằng. Như vậy từ câu chuyện lăng băm, con đường đấu tranh của bà Phương Hằng lại mở thêm là mở ba hướng. Nghệ sĩ có từ thiện truyền thông thổ tả, tức là những người YouTuber dơ báo chí bẩn, phóng viên không có đạo đức. Điều này đã được anh YouTuber Lạc Phong nhận định khá là thuyết phục. Đứng đằng sau bà Phương Hằng là cả một hệ thống các công ty bảo kê phía sau là rất mạnh. Đó là lý do vì sao những kênh chống phá cô Phương Hằng họ thoải mái, không ai đánh phá được họ cả. Còn những cái kênh là bảo vệ bà Phương Hằng thì bị đánh gậy liên tục, và không biết bao nhiêu là kênh họ đã đánh thẳng vào nội dung bảo vệ lẽ phải. Cả hệ thống này lại được nhóm chống phá doanh nghiệp và phản động đứng đằng sau. Chúng có thể đi qua những cái tên như là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nam Quan Tiến Dũng. Họ lại vô tình hay là cố ý nhiệt tình lên tiếng ủng hộ và cho bên chống phá bà Phương Hằng và cả Đại Nam.
Vậy tại sao lại có chung tư tưởng đánh phá vào bà Phương Hằng như vậy? Đó là vì những kẻ chống phá luôn muốn đánh phá doanh nghiệp, đánh phá được càng nhiều doanh nghiệp thì tập đoàn lớn sẽ tăng nhanh, làm cho nền kinh tế suy yếu của quốc gia, làm cho an sinh trật tự và xã hội bị rối loạn. Mục đích của họ là thông qua việc hạ bệ doanh nghiệp sẽ là cú đánh thẳng trực diện vào nền kinh tế, làm rối loạn xã hội, từ đó dẫn đến sản xuất mất niềm tin của nhân dân vào chính quyền lãnh đạo. Đó là lý do vì sao cô Phương Hằng ban đầu là chỉ tố cáo một cá nhân, nhưng càng đi nó lại càng khó, càng xuất hiện thêm nhiều đường, nhiều hướng khác nhau như một mê cung. Cuối cùng thì chúng ta đều nhận ra không chắc là mưu, hay là không mưu, hay là sai lầm, hay là không. Nhưng sự thật là cô Hằng đã vướng vào pháp luật. Tất nhiên là pháp luật là công bằng, bạn làm sai thì sẽ bị xử lý, đó là điều tất yếu. Nhưng cái chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây dù quyết liệt cỡ nào, thì giờ đây cô Phương Hằng cũng đã ngã. Khi mà cô Hằng đã ngã thì toàn bộ con đường và đường hướng này sẽ được giao cho Chú Dũng. Nếu quý vị nào theo dõi sát sao từ ban đầu drama này cho đến giờ sẽ nhớ, có lần cô Phương Hằng đã nói với Chú Dũng rằng khi nào em say thì anh phải tỉnh, khi nào em ngã thì anh phải vững vàng. Dường như có lẽ là cô Phương Hằng đã đoán biết được kết quả kết cục xấu nhất có thể đến với mình trước khi bước vào cuộc chiến cam go này. Và hôm nay Chú Dũng đã lên mạng nói thẳng rằng đừng có ai chăm chọc hạnh phúc gia đình mình, phải tôn trọng người phụ nữ của ông vì đó là người phụ nữ mà ông rất yêu. Dù có ai đó nói bà ấy như thế nào, thì ông ấy vẫn yêu bà. Quý vị cũng có thể thấy trong quá khứ, bất cứ lúc nào bà Phương Hằng yếu đuối, hoang mang nhất là Chú Dũng đều xuất hiện bên cạnh vợ mình. Ông ít xuất hiện nhưng lại rất là đúng lúc và bà Hằng cần nhất. Nhiều người cho rằng cô Phương Hằng có ngày hôm nay là do Chú Dũng nhu nhược, chiều hư vợ. Nhưng chúng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác. Vì cô Phương Hằng là một người phụ nữ cứng cỏi, cương quyết và khí chất không thua gì là nam thử hán. Thì bà ấy đã quyết thì có ai lay chuyển được, kể cả là Chú Dũng là vội. Nhưng ông không làm điều ngăn cấm mà ông luôn đứng một bên quan sát, theo dõi và ủng hộ lý tưởng của bà Phương Hằng trong thầm lặng, sẵn sàng gánh vác khó khăn cùng với vợ. Nếu không phải là một tình yêu quá lớn, yêu trường tồn một cách tuyệt đối và dành rất nhiều sự tôn trọng cho vợ mình, thì có ai có thể làm được như ông ấy.